Mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Hôm nay bên cửa hàng em sẽ giới thiệu các bác một lô loa Heckman Bass 25. Bass 25 hàng cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Loa full tép kèn Bass 25 gân dầu. Thì trước khi đi chi tiết thì em sẽ giới thiệu luôn về cái thương hiệu này cho các bác nghe. Thì Heckman đây là một cái thương hiệu sản xuất loa cực kỳ là nổi tiếng và đến từ Đức các bác nhá, một cái thương hiệu của Đức. Thì cái logo của hãng ấy thì nó sẽ đặc trưng là chữ H với chữ M, chúng ta gọi là Heckman. Heckman tức là của Đức. Cái thương hiệu này thì nó khá là nổi tiếng đối với ở bên Đức, là nó sản xuất những cái dòng loa hi-fi, tức là loa độ chi tiết cao ấy, loa nghe nhạc. Tuy nhiên là nó có một cái phân khúc là loa KTV karaoke, thì nó đặt nhà máy tại Trung Quốc. Thì cho nên mà chúng ta sẽ không dễ để không khó để bắt gặp những cái thương hiệu này ở trên thị trường âm thanh KTV, âm thanh karaoke. Thì chúng ta có thể để ý thấy rằng là loa loa Heckman, đại Heckman và thậm chí là có cả vang số và micro của hãng này nữa. Thì đặc biệt là cái đẩy của dòng này thì cực kỳ là nổi tiếng các bác. Đẩy dòng này rất nổi tiếng và đắt nhá. Thì lô hôm nay thì bọn em về là tổng cộng là được 20 đôi các bác ạ. Hàng đảm bảo là zin đẹp toàn diện luôn. Nó chỉ có một số cái bẩn như thế này là bọn em chưa lau chùi thôi. Trước khi mà bọn em chỉ cần là lấy cái nước xà bông ấy, nước rửa bát ấy, bọn em lau lên phát là nó trắng nuột nà luôn đấy, các bác thấy không? Cái này không có cái thùng nào bị vỡ hay xước vỡ gì hết, đẹp cực kỳ luôn. Tem mác là đầy đủ, không thiếu một cái tem mác nào hết các bác nhé. Các bác thấy là toàn bộ lô hàng là... Về thiết kế của cái loa này thì loa được thiết kế là bằng thùng gỗ sơn sần màu trắng. Các bác nhé, sơn sần màu trắng. Thùng này là kiểu thùng vát góc một bên, tức là một bên cân như đây. Em đang tháo một cái này, chúng ta kiểu vát như thế này nhá các bác nhé. Thì cái kiểu vát như thế này thì cái mục đích người ta vát là chủ yếu là để làm monitor. Monitor tức là để khi mà chúng ta để nó nghiêng như thế này rất chi là tiện đấy, nó quay lên sân khấu. Đấy, cái kiểu là như thế. Nhưng mục đích của họ thiết kế là chủ yếu là để phục vụ là làm monitor cho nó tiện. Thì kiểu thùng thùng này thì là thứ nhất là lúc khi mà chúng ta treo á thì nó sẽ bố trí cho chúng ta một cái móc treo ở phía trên một bên như thế này. Đây, chúng ta để ý là đây móc treo đây nha. Nó có cái tôi bố trí cái móc treo mà khi mà chúng ta để monitor để chúng ta để nghiêng về một bên. Thì cái móc treo này thì khi mà chúng ta bắt để chúng ta có thể treo được bằng cái bát của loa treo bình thường, rất chỉ là đơn giản các bác nhé. Treo hoặc là chúng ta để đứng đều được. Phía đít nó là có một cái lỗ để chúng ta cắm cọc. Đây, cắm cái cọc để trên cọc treo á, cọc đứng á, rất chỉ là tiện. Thì e căng thì của nó thì được làm bằng lưới, lưới khá là dày. Đây, e căng lên. Đây, e căng của nó đây. Thì được dập lỗ tròn, lưới cực kỳ dày luôn. Đấy. Cái kiểu e căng này thì chúng ta tháo này, nói luôn cho các bác biết để tháo. Thì chúng ta tháo đấy, chúng ta chỉ lấy cái móc sắt, cái móc như bọn em nó đây này. Đây. Không có về các bác biết câu. Đây cái móc của bọn em này, cái móc cái này nó có cái cong cong này. Móc vào đây. Đây, kéo phát ra. Giữ cái loa phát kéo giật phát ra nhá. Trong trường hợp lưu ý này, tránh trường hợp mà bị nứt vỡ thùng á. Ví dụ như cái thùng này nó bị đang móp cái chỗ này này, nó hơi móp vào, để ý là thấy nó móp vào một tí như thế này. Thì chúng ta phải móp móc đúng vào cái chỗ móp này để chúng ta kéo cái loa ra, nó mới ra được. Nếu chúng ta móc cái chỗ mà không móp không bao giờ kéo ra được. Thì trong cái trường hợp nó sẽ bị đẩy vỡ hai cái thành này. Chúng ta phải móp ngay cái chỗ này và chúng ta kéo ra. Cái chỗ này nó phồng lên bình thường là chúng ta mới móc ở giữa chúng ta kéo ra được. Đó là cái kinh nghiệm bên em thôi, chia sẻ cho tất cả các bác. Về phía sau chạm loa thì cũng giống như đây. Quay luôn cho các bác. Model của nó là LA10. Đây số series của loa. Thì mỗi loa nó đều có một cái số series riêng các bác nhé, không có trùng nhau các bác nhé. Đây là số series. Công suất tối thiểu của nó là 150W, công suất làm việc 250W. Độ nhạy của nó là 96 decibel, tức là 1 watt trên mét ấy. 96 decibel là watt, có cách 1 mét ở watt ấy. Thì độ nhạy là khá là cao các bác nhé, watt trên mét. Kháng chữ là 8 ohm, tần số của nó là 55 đến 20k. Thì cái tần số hoạt động của nó nên là khá ok cho tiếng bass của nó khá là hay. Nói một cái tần số này. Nói chung là cái thông số của nó này thì chúng ta thấy đọc cái thông số này thì chúng ta nắm được cái gì ở đây. Cũng nói luôn, thứ nhất là
Công suất làm việc 250W của nó là một trong những công suất của nó là tiêu chuẩn ok của loa 25. Thứ hai nữa là độ nhạy của nó 96 decibel, 96 decibel các bác nhá, là một cái độ nhạy cũng khá là cao. Đấy. Có một cái thế này này, đôi khi là một chiếc loa bé, công suất bé, nó tầm mà bé thôi, giả sử như là 400-500W so với một chiếc loa 1000W. Đôi khi là cái chiếc loa 400-500W nó sẽ phát ra tiếng âm thanh to hơn cái loa 1000W. Nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là cái độ nhạy nó cao. Độ nhạy nó cao tức là cái công suất mà watt trên mét của nó đấy. Nó tức là cái độ nhạy nó càng cao thì tức là chúng ta nghe cái độ chi tiết, độ chi tiết và cái tiếng nó càng mạnh. Cái này thì sẽ có một cái clip lúc nào em rảnh em sẽ nói chỉ cái phần độ nhạy này cho các bác nghe. Thì bây giờ em sẽ đi tháo cái phần chuột nó ra cho các bác xem. Thứ nhất là đây, em đã tháo sẵn một cái đây rồi. Loa đây nhá. Cái lô này thì không phải nói gì cả, có hàng cực kỳ là đẹp luôn. Bát mê 25 gần giấy nhưng mà lại gần này là gần gần phủ dầu chống nước. Đấy, các bác đổ nước vào đây thoải mái nhá. Cam kết với các bác là đổ nước vào đánh ấy, thoải mái, không bao giờ lo bị hư gần, hư màng, tại vì là cái màng này là màng chống nước à. Đấy, đổ nước là phía mặt này, cho nên mà chúng ta dùng ngoài trời có trường hợp mưa gió chúng ta cũng không phải lo cái chuyện mà nó hư màng loa. Tiếp theo nữa, gân của nó thì thôi rồi, gân con này cực kỳ còn đẹp luôn. Đây, toàn bộ các bác thấy này, cái gân của nó, cái lớp mà keo giữa gân của nó này rất chi là dày, các bác thấy dày mà đang còn rất chi là tốt, sờ đang còn dính này này, như này, không hề bị bụi nhé, không bị bụi bị gì các bác thấy. Đấy, đấy, chúng ta thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ tháo phần nội thất của nó ra cho các bác xem luôn nhá. Cái chiếc bát của nó sau khi bên em đã tháo ra cực kỳ là đẹp luôn. Từ của loa đấy, các bác thấy là từ loa, từ này là từ 17 các bác nhá. Từ bát 25 17 là khá là ok. Tép bát loa, bát loa thì đây, nên như em đã nói là bát ra bằng giấy phủ dầu. Cái mặt sau của nó, bát này màng này cực kỳ là dày các bác nhá. Cổ loa này zin của nó là thế này, keo thế này nhá. Đấy, các bác về cứ kiểm tra mà keo không giống thế này là nó làm lại đấy, keo cổ loa nó phải zin nguyên bản như thế. Cực kỳ là đẹp luôn. Thì đấy, và một cái đặc điểm nữa cực kỳ là thú vị ở nơi cái loa này em muốn nói cho bác. Thứ nhất là các bác thấy cái tem này này, cái tem này nó giống cái tem phía sau chỗ chạm loa em vừa giới thiệu không ạ. Đấy, tem. Và một đặc điểm nữa là cái số series này này, bát to và tép loa nó trùng nhau đây, cái tép bát loa đây và tép loa này, có thấy trùng nhau luôn không? Đấy, lấy nét à. Đấy, HM00232, HM00232, và nó trùng luôn với cái chạm loa phía sau các bác nhá. Đây, để em quay luôn cái chạm loa cho các bác xem. Đây, trùng luôn. Đây các bác nhá. Đấy, thì cái này là, tức là khi mà họ trong quá trình sản xuất thì họ đều có kiểm soát những cái khâu mà đóng hàng, kiểm tra hàng, và nó rất là chặt chẽ. Mỗi loa, mỗi tép, mỗi bát nó đều có gắn những cái số series trùng với trên thùng loa để họ kiểm soát về chất lượng. Còn về cái tép loa này, thì là 680 D680, hàng cực kỳ là xịn rồi, không cần phải lăn tăn nhiều. Thì các bác biết là DE là cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, một cái thương hiệu cũng của Đức các bác nhé. DE thì là một cái thương hiệu công ty cũng của Đức luôn. Tép này từ 14. Đấy, từ 14. Tép của hãng này thì là một cái thương hiệu lớn rồi. 1680, 1608, 1608. Thì nói chung là về cầm cái tép này thì không ai nghĩ rằng là cái tép này sẽ là cái tép kém cả. Vì là bản thân kinh nghiệm bên em mua bán cũng nhiều loại loa thì lúc khi mà nhìn thấy cái tép bát loa thế này khẳng định là cái chất âm của nó là phải hay, chứ không thể là lợi dạng là xoang được các bác. Sau cái clip này không tin các em sẽ có clip mà test luôn cái chất âm của cái loa này trong tối nay để giới thiệu cho các bác luôn. Thì bây giờ sẽ qua luôn cái phần tần của nó. Wow, trời ơi, cái phần tần của nó cực kỳ là đã luôn rồi, không có gì để phàn nàn cái phần tần của nó. Thực sự cái phần tần này là phần tần quá là cao cấp các bạn, cực kỳ là xịn, chúng ta thấy không? Thậm chí là những cái cuộn cảm, ba cái cuộn cảm của nó cuộn cực kỳ là lớn luôn, nó lọc nhiễu đấy, nó lọc nhiễu, nó dập xung cho bên cái con to này là của bên bát loa này. Đấy,
mấy quả nhỏ là của tép. Tức là cái quả cám này nó có tác dụng là thứ nhất là nó lọc nhiễu, thứ hai nữa là nó dập xung, nó tăng cái biên độ, cái cường độ, cái tần số của cái tép cho để xuất ra da tép ấy. Đấy. Còn ngoài ra thì các cái tụ này là nó có tác dụng là nó lọc tần số. Đấy. Lọc tần số để nó thường thường là cái phân tần thì nó chỉ dành cho lo tép. Lo bát thì đa số nó chỉ là đi thẳng, cùng lắm nó co những cái cuộn cảm, mà một cuộn cảm như thế này là nó ra lo bát luôn. Đấy, chúng ta xem cái phân tần của nó khá là xịn, cực kỳ là xịn luôn, phân tần to luôn, bằng cuốn vở luôn đấy các bạn, bằng cuốn vở học sinh ấy. Đấy, phân tần này thì không thể chê vào điểm nào được, cực kỳ là xịn, thậm chí là cái dây kết nối của nó, là dây đồng của nó, dây đồng xịn của nó, nguyên chất của nó cực kỳ là to luôn. Đấy, chúng ta thấy thùng loa thì từ cái gỗ này có lẽ này đang khít khít khít, hầu như là mới tinh. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cái gỗ đóng loa đang còn rất chi là chắc chắn và đẹp. Đấy, từ các cái vết ghép của nó đang còn khít khít khít, thậm chí là các cái eco bắt góc của nó hầu như là chưa có cái dấu hiệu của cái việc là thời gian, không có dấu hiệu của việc dỉ xét ở đây, đang còn rất chi là đẹp, các bạn thấy không? Mới tinh, rất chi là đẹp. Chưa có cái dấu hiệu của cái thời gian hoặc là dùng lâu. Dùng lâu hay không thì chúng ta có thể là nhìn vào cái gân loa này, các bác đã biết rồi. Như là nói này, cái màng này là nó cũng có cái e căng này, cái e căng loa này, nó cũng có một cái dở của nó là nó không có cái lưới lọc bụi, cho nên mà rất dễ bụi nó bám vào trong này. Tuy nhiên là cái gân loa này nó còn rất chi là đẹp, hầu như là bụi nó không đáng kể, hay nó bám hầu như không đáng kể, rất chi là sạch đẹp. Cho nên mà hầu như là cái loa này nó dùng nói chung là khá là kỹ, thời gian dùng mới là ngắn, dùng lướt, em khẳng định là thế đấy. Vâng, xin kết thúc, trước khi kết thúc video thì nói luôn cái giá bán của cái loa này cho bác nhé. Giá là 5.500.000 đồng, giá tại cửa hàng bên em, một cái giá rẻ bất ngờ luôn, rẻ hơn hẳn 1.1 triệu so với những cái dòng loa cùng loại giống như cái loa KSB đang bán. Loa này chỉ 5.500.000 thôi các bạn, giá tại cửa hàng nhé, loa full bát 25, giá 5.500.000, thật sự là rẻ đấy, quá rẻ so với tầm giá các bạn. Và em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em nhé. Số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.